Thưa quý vị và các bạn, nền tảng số đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào khâu quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Việc xây dựng thương hiệu trên nền tảng công nghệ số đã và đang hỗ trợ hiệu quả trong việc đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Hợp tác xã này đã thu mua và chế biến thành công tỏi đen Diệp Bách và được công nhận sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023, đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh. Trung bình mỗi năm chế biến 60 đến 70 tấn tỏi tươi, thành phẩm đạt 30 tấn tỏi đen. Ngoài ra, hợp tác xã còn chế biến sản phẩm tỏi đen ngâm mật ong, rượu tỏi đen, chè san tuyết cổ thụ, ôn ốc, hoa đu đủ được sấy, chuối sấy khô, vân vân. Nhận thấy việc trang bị những kỹ năng phát triển thương hiệu trên nền tảng số hiện nay là điều cần thiết, hợp tác xã đã áp dụng kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Hiện nay, các sản phẩm được quảng bá bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, doanh thu hơn 15 tỷ đồng một năm. Muốn mà để sản phẩm của mình phát triển mạnh hơn thì đầu tiên chúng ta phải chú trọng nâng cao chất lượng và khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và tiếp đến là đầu tư máy móc. Đồng thời là bên hợp tác xã cũng triển khai bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là bây giờ ở sàn thương mại TikTok, sàn thương mại trên Zalo, trên Sen Đỏ, trên Lazada, những sàn thương mại thì tất cả những cái sản phẩm của hợp tác xã đều đã được đưa lên sàn. Thì đây là một kênh tiếp nhận thông tin rất là lớn, vì là gần như là bây giờ thời đại công nghệ số thì là ai cũng sẽ có những cái tài khoản mạng xã hội, chính vì vậy mà sản phẩm sẽ được tiếp cận nhiều hơn ạ. Thì trong thời gian tới thì cũng sẽ đẩy mạnh cái vấn đề livestream bán hàng. Có thể thấy nền tảng số đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng rộng rãi hơn, bất kể vị trí địa lý hay thời gian, giúp tăng cường sự gắn kết với thương hiệu, giúp doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín thông qua các dịch vụ và tính năng trực tuyến chất lượng. Với cái sự phát triển hết sức là nhanh chóng của các cái nền tảng số, rồi công nghệ số, và đặc biệt là các cái hình thức mà kinh doanh trên nền tảng số, thì đặt ra một câu hỏi, đấy là giống như là cái việc là thế xây dựng cái hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp trên nền tảng số như thế nào. Từ 2021 đến nay thì chúng tôi tập trung nhiều hơn vào cái chương trình mà xây dựng phát triển thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp ở trên các nền tảng số, thông qua hàng loạt các cái chương trình đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp mà chúng tôi triển khai hàng năm, trong đó thì đào tạo các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số và lồng ghép cùng với cái câu chuyện là xây dựng phát triển thương hiệu, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng tận dụng hiệu quả các nền tảng số và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với TikTok Việt Nam, Alibaba.com, OSB, đại lý ủy quyền Alibaba.com tại Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai chuỗi chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại 6 vùng kinh tế và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây, học viên được thực hành cách livestream bán hàng bởi các nhà sáng tạo nội dung đến từ nền tảng TikTok trực tiếp hướng dẫn và thực hiện. Đây là phương thức thiết thực giúp học viên nhanh chóng nắm bắt vấn đề trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số. Với những sản phẩm của hợp tác xã em thì mới đi được những cửa hàng thực phẩm sạch nhỏ và mới bán ở trên sàn Facebook và TikTok, thì bây giờ em mới tiếp cận và cũng chưa bán được nhiều. Em mong muốn là khi mà tham gia cái chương trình buổi tập huấn thì em sẽ học hỏi được nhiều kiến thức để em có thể tham gia vào những buổi live stream cùng với lại TikToker. Nhu cầu mà xây dựng kinh doanh trên nền tảng số là trở nên cực kỳ là quan trọng, và chúng tôi nhận thức được điều này. Chính vì thế trong những năm qua thì công ty chúng tôi rất là nỗ lực để đưa cái sản phẩm ngói lên các thị trường kinh doanh thương mại điện tử. Việc phát triển được thương hiệu cũng như là để tiếp cận được cái vấn đề về nền tảng số thì chúng tôi cũng cần phải học hỏi rất là nhiều. Thông qua những buổi tập huấn, chúng tôi đã cố gắng đi để học hỏi, để làm sao để phát huy và mang lại giá trị về để có thể truyền lại cho các thành viên trong hợp tác xã, để các thành viên hợp tác xã có thể tiếp cận một cách nhanh nhất. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày nay, việc xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là điểm nhấn quyết định giữa thành công và thất bại của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đặc biệt,
việc sử dụng các nền tảng số và hoạt động xúc tiến thương mại đã mở ra những cơ hội mới để các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và xây dựng hình ảnh thương hiệu một cách hiệu quả.